xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay Bằng với gia đình đang ở San Diego và đây là thành phố Carpet. Và hôm nay sẽ đưa mọi người đi tham quan một cái vườn hoa rất là nổi tiếng ở San Diego, đó là Flower Field. Chưa vô tới trong là ở ngoài này đã có hoa rồi nè. Phá trồng hoa luôn. Vườn hoa Flower Field chỉ mở cửa vào mùa xuân thôi, từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 5 hàng năm. Nên là mỗi năm thì gia đình cũng sẽ dành ra một ngày để đi cái chỗ này. Vì hoa đây rất là đẹp. Nhanh lên con. Bé Ân đang đi với mẹ phía sau. Wow, hoa đẹp quá mọi người ơi. Đây. Cha ơi. Chưa vào tới trong mà đã có hoa rồi nè. Quá trời đẹp luôn. Đây là chỗ mình mua hoa về á. Tí xíu nữa mình quay ra sau để mình lựa. Rồi, đây là cái lối vào của The Flower Field. À đây. Ticket nè, ghi nè, policy. $20 cho người lớn, $18 cho những người mà trên 60 tuổi và $10 cho từ 3 đến 10 tuổi bé raise được fee. À, mình đã đặt vé online rồi thì mình sẽ vô đây để mình check in thôi. Cái chỗ mà hái blueberry đóng cửa rồi. Đi lên đi em. Chỗ blueberry đóng cửa rồi. Ok. Rồi, check in ở đây. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Bye bye. Down this way are cages full of birds and kids who love down that way. Okay. Yeah, mình đã được vào trong rồi. Ở đây cho free wifi. Không phải đâu, này hoa gì á? Hoa này to với ta. Hoa gì to quá ha. Cái này không phải hoa hồng đâu. Say hi. Hi. Tiger, huh? Yeah. Go, 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 go. See? Wall, see the bird? Right here. Tiny, a little one, see? Yeah. Chim nhỏ kìa. Chim nhỏ xíu luôn. Ồ, có con chim nhỏ xíu luôn. Này giống con két hơn ha. Chim nhỏ xíu à. Chim 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 chim. Con thích chim không? Con thích không? Thích không? Sao vậy? Sao vậy? Kêu nó ở tay nó lại không? Con chim nó bay lên trên rồi. Ở đây họ lấy cái cục thức ăn họ làm thành nguyên cái chuông luôn kìa. Họ nén thành nguyên cái chuông luôn kìa em. Mấy cái này là mấy cái cho chim nó ngủ mọi người, mấy cái này nè. Chim nó ngủ trong đây nè. Kêu à, chim kêu. Chút xíu đi mấy cài không? Yeah. Rồi đi thôi, qua phía vườn hoa lớn kìa. Bye. Anh không biết tên cây này. Đây, hoa kìa. Trời ơi. Hoa ở ngoài là tím, ở trong là trắng. Ở đây có nhiều cái loại hoa mình chưa gặp, ít gặp. Cái hoa này trong qua mạc bán á. Qua mạc bán quá trời.
Bé Ân đang đi với mẹ ngắm hoa. Ngồi xếp hàng. Ngồi xếp hàng. Cho ăn vô luôn. Đây là tất cả những loại hoa trạng nguyên. Đó. Quá đẹp luôn. Ủa mấy lâu em tưởng cái màu này là do gì bạc mà không phải là cái màu nó vậy. Nó khác loại ha. Cái đó màu hồng. Cái này là lá nè. Nè nó ghi nè, này là màu đỏ nè, màu vàng, màu hồng. Bên này nó có cái lá kia nhỏ vậy cũng là trạng nguyên hết rồi. Ở dưới mỗi cây hoa họ đều ghi cái lịch sử về nó. Ồ cái loại này nó có chấm chấm nè. Ha, loại này có chấm chấm. Cái này thường hay thấy nó bán ở Costco rồi nè, Walmart rồi nè. Mấy loại này thì hiếm ha, hiếm gặp. Ở đây là chỗ vé bán vé để đi máy cày mọi người. Wagon. Ở đây. Yeah. Vô đây mua vé trước đã. Em lấy cái bóp ra. Cầm chắc cái này nha. Có trả tiền mặt hay thẻ? Thẻ được á, thẻ được. Cho mẹ. Đứng mọi người đang đứng xếp hàng để mua vé để đi máy cày mọi người. Ở đây là cái vé vườn hoa nè, nhưng mà nó chưa có lên hoa, ở lúc bằng kia mới có hoa. Đó. Ở đây chắc bằng nghĩ quay mọi người không thấy được á. Nó có màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu cam, màu đỏ. Ồ quá trời màu luôn mẹ. Em quá trời màu luôn á. 6 đồng một người. No. Go ahead. Go straight down, go. Okay, turn your right. Okay. Đây là máy cày chút xíu nữa nhà mình sẽ đi nè. À chưa biết sẽ đi chiếc nào. Wow, có một cây kem to ghê vậy. Có cây kem to quá trời to luôn. Đi máy cày xong rồi chút xíu nữa bằng sẽ đi qua đó quay cho mọi người coi. Không biết máy cày có cho mình ngừng không ta? Không. Chắc cho chứ hả? Không, không có ngừng. Nhưng mà mình đi lên xuống đây mình đi lên đó cũng được mà. Yeah. Ủa anh tưởng máy cày nó sẽ tới chỗ đó nó thả mình xuống cho mình đi coi xong nó chở mình về chứ. Không biết. Thử cái đi thử mới biết được. Great. Ice cream, no ice cream. Ice cream. Kìa, máy cày về kìa. Ô, giờ là mình sẽ đi chiếc máy cày màu đỏ. Xa xa kia có chiếc máy cày đang chạy lại mọi người. Vậy là bằng với gia đình và mọi người sẽ đi chiếc máy cày màu đỏ rồi, không đi chiếc máy cày màu xanh rồi. Đó, máy cày tới.
Bây giờ những cái người họ đã đi rồi họ sẽ xuống rồi mình sẽ đi lên. Ừ. Không có tàn cùng lúc. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy á. Ok, gần thôi. Ngồi ở sau cùng luôn đi em. Ngồi ở hàng cuối. Hàng đầu khói lắm. Mình đi mấy cà phải có kinh nghiệm. Ngồi hàng này á là bị khói nhiều nhất. Rồi mình sẽ ra cuối cùng mình ngồi. Quay mặt ra sao cũng được mẹ. Okay, right here. Great. Yo. Okay, you want the bigger one or are you okay there? Yeah, okay, we're okay. She wanna look around. One, there, now, count. Count out. Woo! Rồi đi thôi. Bây giờ nhà của Bằng đang ngồi ở trên máy cày để đi một vòng cái vườn hoa The Flower Field và quay cho mọi người coi. Ở đây nó mới bắt đầu ra hoa thôi, nó chưa có hoa nhiều. Children and adults will delight in Santa's playground. The new home to whimsical playhouses and gigantic mushrooms that were part of Santa's village in Lake Arrowhead years ago. Come see the garden. Ở phía bên đó như có khách sạn hay gì ha? Hay là apartment hả? Mushrooms that so many of us remember from our very own childhood. Ai. Ở đây sẽ có nhiều hoa nè. Are more than just beautiful fields of color. They provide a stunning backdrop for your wedding, corporate gathering or other. Có người đi xe điện nữa. Our Paul Ecky Jr. Barn. Chiếc máy cày này là retire rồi mọi người. Chiếc máy cày này nó bị retire rồi. March through May are the most ideal months for events because the flowers are in bloom. However, the barn is open throughout the year, January through December, for all types of events. More information. Họ trồng theo từng màu ha. Theo từng màu lên. Lane, a 1,500 square foot greenhouse filled with the world famous Ecky poinsettias, with Armstrong Garden Centers to manage the retail store. This agreement allows the flower field's personnel to concentrate on what they do best, growing beautiful flowers for the world to enjoy. For those not fortunate enough to be able to họ bó sẵn luôn em. Họ cắt họ bó sẵn luôn á. Amazing horticultural site can be found đó. To grow bulbs. Nhưng mà họ bó chứ họ bán cái gì á. Họ vô họ bó sẵn cái từng bó luôn á. Represents the perfect synthesis of a robust working ranch and regional tourist attraction. Ample parking, an Armstrong Garden Center, special event opportunities, historical information, and floral products are provided to thousands of visitors each year. Additionally, our Paul Ecky Jr. Barn can accommodate up to 200 guests for events, galas, and weddings. Cái này là màu tím ha? To the continued benevolence tím, màu tím, màu đỏ. Of the Ecky family, the flower fields will continue to be a national jewel. An attraction enjoyed for future generations. The red, white, and blue American flag is made of petunias. The flag is strategic. Bây giờ là tụi mình quyết định là sẽ xuống khỏi cái máy cày. Okay. Cái chị này, cô này, cô nói là mình xuống rồi là không có lên là được nữa. Sẽ đi ra ngoài kia luôn. Nên giờ là nhà mình quyết định là đi xuống khỏi máy cày luôn. Là chút xíu đi bộ ra đó. Rồi bây giờ mình phải máy bay máy cày thôi. Tạm biệt chứ máy cày. Máy bay wagon. Bye bye. Rồi máy cày đã đi rồi. Bây giờ Bằng sẽ lấy drone để bay lên cho mọi người coi phía từ phía trên nhìn xuống của cái The Flower Field này coi như thế nào.
Bởi vì nhìn ở dưới này thì quá đẹp đi mọi người, không thể tưởng tượng được đâu. Yeah. Tuy là cái hoa này không có mùi hương, mình đứng đây mình không có nghe nó thơm gì hết à. Nhưng mà cái màu của nó rất là đẹp, rất là sặc sỡ luôn á. Nhìn giống trái đậu thiệt. Y chang cái ngọn đậu Hòa Lan mà ta bán ngoài chợ để mình xào mình ăn nè. Y chang luôn, người ta ngắt khúc vậy nè. Có phải hay không? Grace, đây nè, đọt này mới ngon. Grace, đồ đây quá trời đọt luôn. Lên ngọt đậu nè. Đi con. Nhưng mà anh này chắc anh nghĩ là hoa nó mắc hơn, nên người ta mới trồng lấy hoa. Hoa đậu nó chỉ vậy thôi nè. Đây, có hột trong luôn nè. Có đậu mà. Mà hoa đẹp quá. Một dãy hoa luôn mọi người. Cái này hoa dại ha. Có tên, có tên không? Hoa dại. Wow, hoa vàng nó nổi đẹp chưa. Ủa, anh thấy mình đi vòng vòng hồi mình lạc thiệt đó em ơi. Có hoa màu vàng nè. Đúng rồi. Màu vàng nữa. Ồ, tình hình là tụi em bị lạc thiệt rồi mọi người ơi. Đi lần quần nãy giờ mà vẫn chưa ra được cái mê cung. Thấy sẽ dẫn đường mà đi đâu đi theo thấy sao mà. Ta đã dẫn đường kìa. Chết rồi, mẹ không biết đường đi rồi. Em lúc đi tiếp đi con. Oh, they smell it. Thử được luôn, thử thơm hả? Oh my god, the purple one is more great. Look at that, great. Look at that, Oh no. Oh, smell it. It's so good. The purple one I think is the best. This but one. Smell oh, that really? One. Oh, well, that's this one is a piece, right? Yeah. Smell this one. Okay. I have oh this. My god, it's the purple one. Yep. Oh yeah. Thơm hả? Amazing. It's so good. Thơm lắm. Hả? Say hi. À, đúng hả? Yeah. Ồ, cái hoa này có cái mùi thơm quá ha. Màu tím thơm lắm, của nó màu tím thơm lắm. Thơm hả? Thử đi con, mỗi hoa một mùi á. Ok, đi ra nha. Exit đó, đi thẳng đó đó, ừ. Đi đó mình đi ra ngoài luôn á. Ok, bây giờ thì tụi em sẽ đi ra ngoài để ăn cơm trưa. Em muốn quay vô đây ăn hay là muốn ra xe đi ra biển ăn? Ra xe
Ok. No re-entry đâu, được vô lại đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.